Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với channel chăm sóc thú cưng và chim cảnh. Hôm nay không chơi với chim bảy màu nữa các bạn, mà chơi với chuột. Video này mình giới thiệu với các bạn về một cái loại thú cưng rất là dễ thương, đó là con chuột hamster. Rồi mời các bạn xem cho nó vui các bạn nhé.
Rồi, video mình giới thiệu với các bạn về mấy con chuột hamster mình tạm kết thúc tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Chào tạm biệt các bạn.